Đây là làng chài Ba Đồng, một làng chài gần bờ biển của tỉnh Hà Tĩnh. Người dân trong làng quanh năm sống với nghề biển, trong đó có một nghề vô cùng đặc biệt, nghề câu mực nhảy. Năm giờ chiều là lúc các ngư dân nơi đây rong buồm ra khơi. Địa điểm đánh bắt mực nhảy thường cách đất liền khoảng 7 hải lý. Con mực ní mà đầu tiên lên nó phải đó trời tối. Chứ con mà trời sáng trắng sáng quá là con mực nó chịu bị điên chứ. Tháng đó là đi được khoảng 15 đến 20 ngày. Là mấy mấy ngày là nghỉ, là 6 7 ngày là nghỉ. Do tập tính sinh sống đặc trưng nên mực thường đi kiếm ăn khi trời đã tối. Đó cũng là lúc các thuyền lên đèn bắt đầu câu mực nhảy. Theo kinh nghiệm của ngư dân, tháng 2 đến tháng 5 và tháng 7 đến tháng 10 là nhiều mực nhất. Ngư dân ở đây bắt mực theo hai cách, câu mực và đánh lưới. Đầu tiên khoảng tiếng đồng hồ là 2 tiếng gì đó, là mình phải đánh một mẻ. Đêm nay là cũng thả khoảng 5-7 lần. Mực sau khi bắt lên được thả vào trong khoang thuyền chứa nước biển, đó là cách giữ cho mực luôn tươi sống. Chính vì thế cái tên mực nhảy được ra đời. Khi công việc của những ngư dân kết thúc lại là lúc mở đầu của những công việc khác, trong đó có việc đưa mực đến các nhà hàng nổi. Khách đến đây là chủ yếu là con mực nhảy đầu tiên. Hà Nội, Sài Gòn gì ai đến là chủ yếu về đây, cảng mình là chủ yếu là con mực nhảy đó. Mực hợp là đặc sản nhất, thứ hai món gỏi, thứ ba là món kho vẫn đặc sản. Đến với Hà Tĩnh, các bạn đừng quên thưởng thức vị mặn mòi nơi đây qua món ăn đặc sản mực nhảy.